Ông Biden nói nhằm 6.000 lính Mỹ chết vì COVID-19. Ứng viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden tiếp tục nhầm lẫn về số liệu COVID-19 khi nói rằng có hơn 6.000 quân nhân Mỹ đã chết vì đại dịch. Tại một buổi vận động tranh cử ở tiểu bang Michigan vào hôm 9 tháng 9, ông Joe Biden cho hay ca nhiễm COVID-19 trong quân đội là 118.984 và số quân nhân đã tử vong do dịch bệnh là 6.114. Mỗi sinh mạng trong số này đều quan trọng. Tuy nhiên, theo số liệu của Bộ Quốc phòng Mỹ, quân đội nước này hiện ghi nhận 40.026 ca nhiễm, trong đó có 7 người đã tử vong. Một quan chức thuộc chiến dịch tranh cử của Biden sau đó giải thích cựu phó tổng thống đã nhầm sang số ca nhiễm và tử vong tại tiểu bang Michigan. Tuy nhiên, trên thực tế, theo thống kê từ Đại học Johns Hopkins, Michigan hiện ghi nhận 118.902 ca nhiễm và 6.811 ca tử vong. Ông Biden trước đây cũng bị chỉ trích vì dẫn những số liệu không chính xác khi nói đến đại dịch COVID-19. Hồi tháng 6, ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ cũng nói rằng mọi người không có việc làm, không biết đi đâu, không biết phải làm gì. Hiện chúng ta đã có hơn 120 triệu người chết vì COVID. Thế nhưng khi đó Mỹ mới ghi nhận hơn 124.000 ca tử vong. Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump cũng thường dẫn những phát biểu sai của ông Biden để lập luận rằng ứng viên Đảng Dân Chủ không có đủ năng lực và không phù hợp để lãnh đạo nước Mỹ.